Hashtag.com xem nói luôn phần miếng. Xin chào tất cả các bạn, rất vui được lại các bạn trong vlog này. Các thân mến, trong những vlog trước thì mình cũng đã có đôi lần chia sẻ với các bạn một chút về những cái trải nghiệm của mình, những cái kinh nghiệm của mình trong suốt quá trình sinh sống và học tập tại nước Đức. Tuy nhiên trong vlog này thì mình muốn mang tới cho bạn một series những cái vlog mà trong đó mình sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn nữa các chủ đề mà có thể là đối với một du học sinh từ Việt Nam sang sẽ là những cái điều mới mẻ. Cũng có thể là các bạn cũng đã biết những cái điều này rồi. Tuy nhiên thì mình mong muốn rằng qua những chia sẻ của mình thì các bạn sẽ có được một cái góc nhìn khác, những cái khía cạnh khác để giúp cho các bạn có thể tham khảo cũng như là áp dụng vào trong cuộc sống của mình. Chủ đề ngày hôm nay, chủ đề đầu tiên mà mình lựa chọn để chia sẻ với các bạn đó chính là Kritisches Denken. Kritisches Denken. Kritisch có nghĩa là mang tính chất chỉ trích, phê phán. Còn Denken là suy nghĩ. Chúng ta có thể hiểu đây đó là tư duy phản biện. Đó là một cái tư duy mà trong đó chúng ta sẽ có một cái kỹ năng để mà chúng ta nhìn nhận lại một vấn đề. Chúng ta đặt câu hỏi về nó, chúng ta tìm ra được những cái mặt lợi và những cái mặt hại của nó. Chúng ta không chấp nhận một cái vấn đề như là người ta mang tới cho mình, như là một cái sự thật, mà chúng ta sẽ đặt câu hỏi, chúng ta sẽ sử dụng cái trí tưởng tượng của mình, những cái sự sáng tạo của mình để mà chúng ta có thể hiểu sâu hơn về một cái vấn đề nào đó. Và đó chính là một cái kỹ năng rất là cần thiết của một du học sinh khi sinh sống và học tập tại nước Đức. Trước tiên thì mình muốn chia sẻ với các bạn một cái câu nói, một cái trích dẫn mà mình cảm thấy cũng rất là hay. Đó là Alles, was wir hören, ist eine Meinung, keine Tatsache. Alles, was wir sehen, ist eine Perspektive, keine Wahrheit. Câu này chúng ta thể dịch ra đó là tất cả những gì mà chúng ta nghe thấy chỉ là một ý kiến, chứ không phải là thực tế. Tất cả những cái gì chúng ta nhìn thấy chỉ là một khía cạnh, chứ không phải là toàn bộ sự thật. Không có một sự thật nào là hoàn toàn đúng cho tất cả mọi người cả. Nếu như chúng ta nhìn một sự vật, một hiện tượng ở những cái khía cạnh khác nhau, thì chúng ta sẽ có những cái đánh giá khác nhau, những cái quan điểm khác nhau. Đó là một cái điều rất là thực tế. Critical Thinking, tư duy phản biện, nó là một cái kỹ năng. Và nếu như bạn không có cái kỹ năng này thì các bạn thường có một cái xu hướng, đó là khi mà chúng ta, ví dụ như chúng ta xem một quyển sách hay là chúng ta đọc một bài báo, thì chúng ta thản nhiên chấp nhận là những cái điều mà chúng ta đọc được đó là sự thật và đó là những cái điều hoàn toàn đúng. Tuy nhiên nếu như các bạn dừng lại và suy ngẫm một chút, đánh giá vấn đề một chút, đánh giá những cái thuận lợi, những cái hạn chế, rồi những cái nguyên nhân, những cái hệ quả, thì các bạn sẽ nhận thấy rằng điều đó không phải là hoàn toàn đúng, mà nó chỉ là đánh giá một ý kiến chủ quan một cá nhân thôi. Chính bởi điều đó mà những sinh viên học tập tại nước Đức luôn luôn được hỗ trợ để mà đưa ra những cái ý kiến, những cái đánh giá của bản thân mình. Có thể đối với những sinh viên Việt Nam mới sang thì đây sẽ là một cái kỹ năng hoàn toàn mới đối với các bạn. Điều này không hề dễ dàng một chút nào để mà chúng ta có thể thích nghi được. Nếu như các bạn đang học tập tại nước Đức hay là đã từng học tập tại nước Đức thì các bạn có thể đồng ý với mình một điều, đó là trong những cái buổi giảng thì giáo viên khi mà giảng một chủ đề nào đó thường đưa ra cho những sinh viên những cái câu hỏi và khuyến khích sinh viên đặt câu hỏi lại cho mình. Đôi khi là giáo viên hay là cái giảng viên, giáo sư rất là sẵn sàng để có thể thảo luận, đối chất với chúng ta về một cái vấn đề gì đó. Đó là một cái điều hoàn toàn là bình thường ở những cái buổi giảng ở bên Đức. Hay là các bạn có thể nhận thấy là cái việc critical thinking, cái tư duy phản biện, nó rất là cần thiết khi mà chúng ta phải viết những cái bài luận khoa học, cái wissenschaftliche Hausarbeit, hay là chúng ta phải làm những cái buổi bài thuyết trình, presentation. Thì khi đó các bạn sẽ nhận thấy là cái việc mà chúng ta biết nhìn nhận, đánh giá một cái vấn đề là một cái điều hết sức là quan trọng để giúp cho các bạn thể đạt được những cái thành công nhất định trong cái con đường học vấn tại nước Đức. Đối với một cái tư duy phản biện thì chúng ta không chỉ bị động đọc và học thuộc những cái gì mà chúng ta đọc được,
Mà thay vào đó, chúng ta sẽ phải chủ động tự đặt ra câu hỏi xoay quanh vấn đề đó. Chúng ta sẽ phải suy nghĩ về những cái nguyên nhân, những cái hệ quả, những cái quan điểm, những cái sự so sánh, những cái mặt hạn chế và những mặt thuận lợi của nó. Thì khi đó chúng ta mới có thể hiểu sâu được cái vấn đề và biến những cái vấn đề đó trở thành cái kiến thức của bản thân mình. Thông thường thì những sinh viên đến từ Việt Nam thường rất là thiếu và yếu về cái tư duy phản biện. Điều đó cũng có cơ sở của nó và cũng rất dễ dàng để hình dung. Thứ nhất đó là môi trường giáo dục ở Việt Nam của chúng ta thì chưa có chú trọng nhiều để phát triển tư duy phản biện của người học. Khi mà mình còn đi học thì mình nhớ là hầu như là để vượt qua những cái kỳ thi thì chúng ta chỉ cần học thuộc những cái kiến thức mà chúng ta được tiếp nhận từ giáo viên ở trên lớp. Khi mà mình đi sâu vào nghiên cứu về phong cách giáo dục giữa châu Á và phương Tây thì mình nhận thấy một điều là cái vai trò của người giáo viên ở trường học châu Á khác hoàn toàn so với vai trò của giáo viên ở một trường học bên phương Tây. Có thể nói là ở châu Á thì giáo viên là một người biết tất cả, là một người truyền đạt cho học sinh của mình kiến thức, và những gì giáo viên nói thì đều là đúng, và học sinh thì sẽ phải tiếp nhận cái điều đó như là một lẽ đương nhiên. Ngoài ra thì giáo viên ở Việt Nam thì cũng có thể nói như là một cái gì đó từ truyền thống, đó là giáo viên như là một người thầy, người cha, người mẹ để chỉ dẫn cho học sinh của mình những cái điều đúng, những cái điều hay. Cái điều đó thì mình hoàn toàn không phủ nhận. Tuy nhiên thì khi mà nhìn vào một cái hệ thống giáo dục ở phương Tây thì các bạn thể nhận thấy là giáo viên không có một cái vai trò nhiều như vậy. Họ chỉ đơn thuần là một người hướng dẫn học sinh của mình, hướng dẫn học sinh để mà tự tìm cách tiếp nhận kiến thức và biến cái kiến thức đó thành kiến thức của mình. Mình không muốn so sánh hai cái cách giáo dục ở đây, cách giáo dục phương Tây và cách giáo dục phương Đông. Mình không muốn so sánh điều đó bởi vì cách nào cũng sẽ có những cái mặt hay và mặt dở của nó. Tuy nhiên thì nếu như các bạn đã từng đi du học, các bạn thể nhận thấy là đối với cách giáo dục của phương Tây thì chúng ta sẽ trở thành một con người tự tin hơn, dám đưa ra ý kiến của mình, dám bảo vệ ý kiến của mình, và làm cho chúng ta có được một cái tư duy sáng tạo, cởi mở. Và điều đó là một cái kỹ năng rất là quan trọng để giúp cho chúng ta có thể đạt được những cái thành công sau này. Ngoài ra thì cái việc là những học sinh sinh viên Việt Nam thường yếu cái kỹ năng phản biện, đó cũng là một phần trong cách giáo dục ở gia đình. Vì sao mình lại nói đến vấn đề này? Khi mà mình nhớ lại cái quãng thời gian mà mình vẫn còn sống ở Việt Nam với gia đình của mình thì con cái thường được dạy là phải biết nghe lời cha mẹ. Cha mẹ nói gì là đúng, và trẻ con thì mặc nhiên phải chấp nhận điều đó và phải làm như là lời cha mẹ nói. Còn với trẻ con phương Tây thì mình nhận thấy hoàn toàn khác. Đó là mặc dù là trẻ con nhưng mà chúng cũng được đưa ra ý kiến của riêng mình, và cha mẹ sẽ phải thuyết phục con của mình để làm theo cái ý kiến của mình bằng bất kỳ một cái luận điểm đó, bất kỳ một cái điều gì đó mà nó hợp lý, chứ không phải là ép buộc con cái của mình. Tuy nhiên thì mình thấy là vẫn còn rất là nhiều các bạn ở Việt Nam vẫn hay bị cha mẹ mình áp đặt cái ý kiến của cha mẹ lên bản thân mình. Và mình nghĩ là cái điều đó là một cái điều rất là đáng tiếc. Bởi vì mỗi người có một cái cách nhìn nhận cuộc sống khác nhau, có những cái quan điểm khác nhau. Chúng ta nên trải nghiệm cuộc sống như là nó vốn có. Có thể chúng ta sẽ mắc lỗi, sẽ sai lầm, sẽ vấp ngã. Tuy nhiên, từ những cái vấp ngã, những cái sai lầm đó mà chúng ta sẽ trưởng thành hơn và chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn trong tương lai. Mình nghĩ đó là một cái điều rất là cần thiết. Quay trở lại những trường học ở bên Đức thì hầu hết những sinh viên Đức đã từng được phát triển cái kỹ năng, cái tư duy phản biện này từ khi họ còn ngồi học trên ghế nhà trường phổ thông. Còn đối với những sinh viên nước ngoài, đặc biệt là sinh viên đến từ châu Á như chúng ta, thì cái kỹ năng này chúng ta hoàn toàn không được dạy. Làm như thế nào để mà chúng ta có thể phát triển được cái kỹ năng tư duy phản biện và chúng ta có thể hòa nhập và thành công được trong cái quá trình học tập ở Đức? Lời khuyên đầu tiên mà mình đưa cho các bạn đó chính là chúng ta phải đọc nhiều. Các bạn hãy đọc nhiều nhất có thể. Trước tiên thì
Có thể là vì thời gian không cho phép thì các bạn hãy đọc những cái sách về chuyên ngành của mình. Đọc càng nhiều càng tốt. Mà chính nhờ cái việc tìm tòi đó mà các bạn có thể mở rộng cái kiến thức cho mình. Và một khi mà chúng ta có một kiến thức rộng thì chúng ta mới có thể đánh giá được các vấn đề và chúng ta so sánh chúng với nhau để đưa ra được rằng cái này là hay và cái này là dở. Và qua đó thì chúng ta có thể tự hình thành cho mình một cái luận điểm, cái quan điểm của cá nhân mình. Ngoài ra thì ở hết những cái trường đại học đều có một cái câu lạc bộ đó gọi là Debate Club. Đó là cái câu lạc bộ mà ở đó những cái sinh viên hay những các bạn trẻ sẽ tụ tập lại với nhau để cùng tranh luận với nhau về bất kỳ một chủ đề nào đó. Mình đã từng có đôi lần tham dự những cái câu lạc bộ như vậy và mình cảm thấy thực sự rất là choáng ngợp bởi vì cái khả năng ứng biến rất là nhanh của các bạn người Đức. Chỉ cần cho các bạn khoảng một vài phút thôi đưa ra một cái câu hỏi về chính trị hay là về bất cứ một cái vấn đề nào đó trong cuộc sống xã hội, các bạn cũng có thể hình thành được hai nhóm pro, tức là ủng hộ cái vấn đề đó, và contra, tức là phản đối cái vấn đề đó, và các bạn có thể tranh luận được với nhau hàng tiếng đồng hồ. Nếu như các bạn quan tâm thì các bạn cũng có thể lên trên mạng và search về những cái debate club này. Để tham dự những cái club này thì hoàn toàn là miễn phí và các bạn chỉ cần liên lạc với những cái người trong nhóm đó, và nếu như muốn thì các bạn có thể đến tham dự, đến nghe một vài giờ thôi, và biết đâu đấy điều đó sẽ mang lại cho các bạn một cái niềm đam mê, phấn khích nào đó. Ngoài ra, để rèn luyện cho mình một cái thói quen là biết suy nghĩ, đưa ra những cái luận điểm, những ý kiến cá nhân, thì các bạn cũng có thể làm những cái công việc rất là đơn giản hàng ngày, đôi khi là có thể mang lại cho các bạn một cái niềm vui, cái sở thích nào đó, đó chính là viết blog hay là viết nhật ký. Các bạn có thể viết về bất kỳ một cái vấn đề gì đó trong cuộc sống, các bạn có thể viết về những cái suy nghĩ của các bạn về bất kỳ một cái điều gì đó. Nếu như có một tư duy phản biện thì các bạn sẽ nhận thấy là mình sẽ biết tách mình ra khỏi số đông. Mình biết cái gì là nên, cái gì là không nên đối với chính bản thân mình. Mình sẽ đưa ra được cái quyết định mà đối với mình là đúng đắn, chứ không phải là mình đi theo số đông. Một khi các bạn dám suy nghĩ khác biệt, dám bảo vệ lập trường quan điểm của mình và đi theo những cái điều mình cho là đúng đắn, thì mình chắc chắn rằng các bạn sẽ thấy mình sẽ sống một cuộc sống ý nghĩa hơn rất là nhiều. Cuộc sống có rất là nhiều sự lựa chọn và không phải sự lựa chọn nào cũng là đúng cho tất cả mọi người. Tùy theo hoàn cảnh, tùy theo cái ước mơ, cái mong muốn của mình thì chúng ta sẽ có thể đưa ra cho mình cái lựa chọn khác nhau. Và một khi đã đưa ra sự lựa chọn rồi thì các bạn hãy tin tưởng vào sự lựa chọn của chính mình. Và mình hy vọng rằng các bạn sẽ đạt được nhiều những cái thành công trên cái con đường mà các bạn đã lựa chọn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog này của mình. Và mình sẽ rất là vui khi mà nhận được nhiều hơn nữa những cái ý kiến đóng góp của các bạn. Cũng như là các bạn hãy cho mình biết các bạn còn quan tâm đến chủ đề nào nữa. Hãy viết cho mình ở dưới phần comment. Và như thường lệ, ở phần hộp thông tin mô tả ngay dưới video thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái đường link đến những cái thông tin mà mình nghĩ là hữu ích với các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những vlog tiếp theo. Tschüss, bis zum nächsten Mal.